Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hãy góp trồng lập đến từ mạng Terra Network nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click xuống phần link mô tả dưới video mình, các bạn tạo một download kèm của app với là Terra xanh các bạn. Thì mình có một cái video hướng dẫn các bạn tạo giấy nha các bạn. Bạn nào chưa biết tạo giấy thì vào xem cái video này mà hướng dẫn tạo giấy, mình đã hướng dẫn tạo giấy nha các bạn. Sau khi các bạn có một cái giấy Terra xanh xong xuôi thì các bạn nhấp vào cái phần link iDrop này, các bạn đăng ký lớp market này các bạn. Thì các bạn đăng ký email mật khẩu và xác nhận mật khẩu xong xuôi thì các bạn, điều quan trọng để nhận iDrop nó là các bạn nhấp vào ba gạch cùng nữa các bạn vào một setting nha các bạn. Rồi các bạn qua một Terra Atera này các bạn, thì các bạn mở địa chỉ với Terra mình ra nha các bạn. Rồi sau khi các bạn vào mở giấy Terra xong thì các bạn vào một cài đặt này các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ này nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn quay về đây nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào add token nè bạn. Cái địa chỉ này sau này có iDrop, nó nhận iDrop nó các bạn. Rồi thì các bạn vào đây chỉnh sửa trang hồ sơ cá nhân của mình nha các bạn. Vì mình đã chỉnh sửa hồ sơ cá nhân của mình nè. Mình đã có một cái thông tin iDrop từ một cái giấy này mà sao mình tìm hoài không gặp các bạn. Thì lớp này là một sàn, sắp sửa nó sẽ ra mắt là một cái sàn giao dịch nha các bạn, chạy trên nền tảng của Terra này các bạn. Thì để kiếm token lớp này thì các bạn vào một cộng đồng nữa các bạn. Rồi các bạn cứ việc đăng ảnh này nọ đồ lên đây nha các bạn. Quả tờ mạng lát khó làm cái video quá các bạn. Rồi thì để đăng ảnh được thì các bạn nhấp cho ba gạch cùng nữa các bạn. Các bạn vào một cái viết này các bạn. Các bạn vào ảnh avatar của mình, các bạn chỉnh sửa trang cá nhân này nọ, các bạn upload này nọ, thông tin các kiểu các bạn. Để sau này mình kiếm iGroup các bạn. Để đăng ảnh được thì các bạn ghi name nè. Thì các bạn muốn tạo bài viết blockchain mới cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn, cái này là các bạn tự tạo mới được các bạn. Rồi các bạn chụp một ảnh lên nè. Thì sau này nó là, hiện tại nó là tương tự như một trang mạng xã hội cho các bạn tương tác, follow nhau để kiếm token lot này các bạn. Lot nè. Bài viết tối thiểu là 300 từ nha các bạn. Dự án này khá là ngon đó các bạn. Mi profile này. Mình đã được một follower này nè các bạn. Hiện tại balance mình chưa có token lot nữa chứ. Vì mạng lag quá mình chưa có đăng được các bạn. Rồi thì bạn nào có làm thì làm nha các bạn. Để săn iDrop nó thôi các bạn. Rồi vậy video mình đến đây mới kết thúc các bạn. Sau này có gì mình sẽ cập nhật cho các bạn sau các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình đi nha.